Hộ quốc an dân là một trong những tinh thần tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, nhằm đem lại sự an lạc cho nhân dân, sự phát triển hài hòa trong xã hội. Phát huy tinh thần tốt đẹp ấy, ngày 14 tháng 12 năm 2019, nhằm ngày 19 tháng 11 năm Kỷ Hợi vừa qua, Chư Tăng và Phật tử Chùa Ba Vàng đã phối hợp với các cấp chính quyền, nhân dân phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, hỗ trợ kinh phí và tham gia đổ bê tông làm đường dân sinh cho 4 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại ngõ 23 đường Phan Bội Châu, tổ 27, khu 8, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí. Được sự chỉ dạy trên sư phụ và sự cắt cử của Đại Tăng, đúng 7 giờ 30 phút, Đại Đức Thích Trúc Bảo Thành cùng đại diện Chư Tăng Phật tử Chùa Ba Vàng đã có mặt tại con đường sẽ được đổ bê tông. Để chuẩn bị cho việc đổ bê tông vào buổi chiều, Chư Tăng cùng với Phật tử và chính quyền, nhân dân địa phương đã bắt tay vào những công tác dọn dẹp, cỏ dại và san lấp mặt bằng. Tất cả mọi người cùng nhau làm việc trên tinh thần hoan hỉ nên công tác dọn dẹp diễn ra rất nhanh chóng, khẩn trương. Đồng hành cùng chương trình và trực tiếp tham gia làm việc cùng người dân, Đại Đức Thích Trúc Bảo Thành đã có những chia sẻ. Như chúng ta đã biết, Phật giáo luôn đồng cam cộng khổ với dân tộc trên mọi nẻo đường, trên mọi khía cạnh. Và một trong những khía cạnh nổi bật chính là công tác từ thiện xã hội. Qua việc hỗ trợ làm đường này, các thầy cũng rất là mong mỏi các Phật tử và nhân dân tại thành phố Uông Bí nói chung và khu phố gần chùa nói riêng cũng được kết duyên với chính pháp của Phật. Nhờ nhân duyên này, mọi người cùng tương thân tương ái, giúp đỡ nhau, thương yêu nhau hơn, rồi cùng sách tấn nhau trên con đường tu dưỡng đạo đức, hướng về những nơi thiện lành. Cảm nhận được sự nhiệt huyết của Chư Tăng Chùa Ba Vàng, cũng như niềm phấn khởi khi địa phương mình có sự chung tay góp sức để phát triển, đổi mới hơn, cán bộ địa phương cùng các hộ dân nơi đây vô cùng xúc động. Hôm nay thì tổ 27 khu 8 phường Quang Trung rất là vui, bởi vì có một cái công trình gọi là làm đường dân sinh cho các cái hộ dân cũng còn khó khăn, mà lại có cái ngõ rất là sâu và đi lại rất khó khăn từ nhiều năm nay rồi. Thế nhưng mà chưa có điều kiện kinh tế để làm cái con đường này. Thế thì vừa rồi thì có cái sự đồng thuận trong ban lãnh đạo khu và có cái sự hỗ trợ của nhà chùa Ba Vàng, rồi các cái cá nhân, các cái tập thể trong khu hỗ trợ, cho nên là hôm nay thì bà con xóm phố, rồi các cái ban ngành đoàn thể, rồi ban lãnh đạo trong khu phố rất là vui mừng, rất là phấn khởi, mà không nghĩ là có cái sự vào cuộc mạnh mẽ như thế của nhà chùa, rồi các cái nhà hảo tâm, rồi bà con xóm phố rất là phấn khởi. Được sự giúp đỡ của trên chùa Ba Vàng hôm nay xuống, các thầy xuống là rất là nhiệt tình luôn, tổ dân phố bà con sáng nay là rất là đông đến đây để cùng với chúng tôi để làm con đường này rất là rôm rả đây. Con đường hôm nay rất là khang trang lịch sự, rất là đẹp đây, mới dọn qua thôi nhưng mà chưa đổ bê tông, nhưng mà từ giờ đến mai là sẽ con đường này sẽ rất là đẹp đấy, hứa hẹn con đường rất là tuyệt vời luôn. Mặc dù bận rất nhiều công việc Phật sự, nhưng buổi chiều cùng ngày, sư phụ Thích Trúc Thái Minh đã dành thời gian đến tận nơi để khảo sát tiến độ của công trình. Sư phụ đã vào tận nhà các hộ dân để thăm hỏi, động viên và trao tặng kinh phí hỗ trợ làm đường tới 4 hộ dân tại đây. Chùa Vàng thì các thầy cũng ngoài cái lý tưởng của người xuất gia là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, thì các thầy trong cái việc gọi là hạ hóa chúng sinh đó, thì cái tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật là rất căn bản. Cho nên các thầy đi xuất gia làm tất cả mọi việc đều vì nhân dân, vì chúng sinh, làm sao cho chúng sinh bớt khổ. Để trong cái khổ đó thì nó có hai cái nỗi khổ. Cái nỗi khổ thứ nhất là về vật chất, cái nỗi khổ thứ hai là về tinh thần. Thế các thầy thì là cái nêu để đứng ra để cho những người hảo tâm, người ta phát tâm đóng góp thì xây chùa, làm cái môi trường tu học cho Phật tử hiểu về đạo lý để sống tốt đời đẹp đạo. Bên cạnh đó thì các thầy cũng rất là quan tâm đến cái an sinh xã hội, đến cái cuộc sống của những người dân, mà đặc biệt những cái người dân còn khó khăn. Cho nên cái hoạt động từ thiện của chùa trong những năm qua thông qua các đạo tràng Phật tử của chùa làm việc rất là tốt. Các thầy cũng đã tham gia xây dựng trường học, xây bể bơi, bể tắm cho học sinh để cho các em không bị đuối nước. Thế rồi làm đường, rồi như hôm nay đấy, hôm nay là đây cái việc là làm đường cho nhân dân của một cái tiểu khu của
phường Quang Trung, nơi mà chùa đóng địa trên địa bàn. Thì cái này đối với các thầy nó cũng vẫn nằm trong cái hành nguyện của người xuất gia, đó là làm sao để cho chúng sinh bớt cái đau khổ, giúp cho chúng sinh, mình chia sẻ với mọi người để làm cho mọi người được an vui, và từ đó mọi người cũng có cái thiện duyên với Phật pháp. Đó thì Phật dạy là có thực với vực được đạo, cũng thế người dân người ta được bớt khổ, người ta đến với Phật và thấy được cái tình cảm của chư tăng, của Phật tử đối với mình, thì tự nhiên mọi người sẽ cảm mến Phật pháp, và từ đó mà mọi người sẽ đến với Phật pháp, đến với cái đèn nẻo thiện, hướng tới cái sự tốt đẹp. Đó là cái việc mà các thầy làm, thì nó không ngoài hành nguyện của các thầy. Sự hỗ trợ nhiệt tình của chùa Ba Vàng đã góp phần ổn định đời sống tinh thần của nhân dân, cơ sở vật chất được đảm bảo, cảnh quan đô thị văn minh, sạch đẹp. Những hộ gia đình và nhân dân nơi đây vô cùng hoan hỉ khi có được con đường khang trang, sạch sẽ để đón Tết Canh Tí 2020. Để có được như vậy, không thể không nhắc đến sự quan tâm của sư phụ Thích Trúc Thái Minh. Với hạnh nguyện cao cả, thượng cầu thạnh Phật, hạ hóa chúng sinh, sư phụ đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động góp phần xây dựng đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc, như xây nhà tình nghĩa, xây dựng trường học, làm đường, từ thiện. Mong rằng từ nhân duyên này, nhân dân địa phương có cuộc sống ngày một phát triển, kết duyên lành với Phật pháp để có cuộc sống an vui, hạnh phúc.